Vẫn là chiếc âm ly đèn GM70 do Best Choice Audio lắc. Thì hôm nay tôi sẽ chơi với cả đôi loa của Ý, là đôi loa Malika Plus 2021. Đây là đôi loa thứ hai đã về tới showroom của chúng tôi. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe xem cái chất âm của đôi loa này so với cả đôi loa mành nó như thế nào nhé. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ gì ta sao chân thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi ra sông em bỏ anh. Này trời xanh có thơ có biết trái tim này, còn tha khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Là thế làm cho em hay ta đang mong, mong được tổ bay. Đời đau nhớ khi cây khô thương lá xa cạnh, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không ai.